giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Tiểu sử Anh Kiều, cô hậu Phượng gây chú ý trong Tiếng Sét Trong Mưa. Anh Kiều là nữ diễn viên quen mặt trong các bộ phim Cụ Lao Lúa, Thật Tuyệt Vời Khi Ở Bên Em. Và gần đây nhất, cô góp mặt trong hai bộ phim cùng lúc đang nhận được sự chú ý từ khán giả là Tiếng Sét Trong Mưa và Bán Chồng. Ở Anh Kiều có nét hiền hòa, mộc mạc, vóc người mảnh mai, yếu đuối. Và dù đã 30 tuổi, nhưng cô vẫn rất xinh đẹp, giản dị. Cùng học chung với các diễn viên nổi tiếng hiện nay như Nhã Phương, Ninh Dương La Ngọc, nhưng ở Anh Kiều lại có sự ổn định, ít tiếng tăm hơn những người bạn của mình. Nói như vậy không có nghĩa là Anh Kiều không có chỗ đứng trong vũ trụ phim Việt, mà ngược lại, cô thường được mời đóng chính và tham gia rất nhiều bộ phim được đánh giá cao. Song nữ diễn viên chính X tự nhận mình là người khá nhút nhát, rụt rè và ít tiếp xúc với người khác, nên cô không hay xuất hiện trên các sự kiện, game show trên truyền hình. Mà Anh Kiều lựa chọn lối đi đơn giản, ít ồn ào, chậm mà chắc. Anh Kiều được các đạo diễn chọn mặt gửi vàng qua hàng loạt các tác phẩm như Trăng Mùa Mưa, Xuân Hạ Thu Đông. Đặc biệt trong phim Cù Lao Lúa, nữ diễn viên đã để lại nhiều ấn tượng cho người xem với vai Mận, đến nỗi khi cô ra đường, một số người nhận ra và gọi tên vai diễn đó. Bởi vì mang vẻ mộc mạc, trong sáng, nên Anh Kiều thường được giao cho các vai diễn hiền lành, cam chịu. Nhưng cô không sợ bị nhận xét là đóng khung trong một vai diễn. Ngược lại, nữ diễn viên cho hay, là diễn viên nên tập trung rèn luyện tốt sở trường của mình, sau đó phát triển nhiều dạng vai khác cũng chưa muộn. Những vai diễn sau này của Anh Kiều thực sự ghi dấu ấn trong mắt người xem, đặc biệt hai bộ phim đang được đón nhận gần đây là Bán Chồng và Tiếng Sét Trong Mưa. Ở bộ phim Bán Chồng, Anh Kiều vào vai nương, một người có số phận đau khổ, tội nghiệp, bị hãm hại khiến cô tìm đến cái chết, mong được giải thoát. Nhưng may mắn đã mỉm cười khi cô gặp Vui, người mang đến sự tích cực, động viên tinh thần và vượt qua biến cố của cuộc đời. Còn tại phim Tiếng Sét Trong Mưa, Anh Kiều thể hiện vai Phượng khá ngọt với vẻ ngoài hiền lương, dễ thương, hồn nhiên, khiến hai cậu chủ là Thanh Bình và cậu ba Xuân phải si mê. Ngoài đời, Anh Kiều là một cô gái hiền lành, cô ít trang điểm, làm đẹp hay đi theo những sở thích hàng hiệu xa xỉ, càng ít xuất hiện trong các sự kiện thảm đỏ. Cuộc đời của Anh Kiều khá êm đềm khi cô chỉ quay xong là về nhà với gia đình. Khi tham gia chương trình Vì Yêu Mà Đến, nữ diễn viên chính là thỏi nam châm thu hút khá nhiều chàng trai đến hẹn hò. Đặc biệt hơn là dù biết Anh Kiều lớn tuổi nhưng đối phương vẫn đến tỏ tình. Dù ở hiện tại Anh Kiều vẫn đang lẻ bóng, nhưng hy vọng rằng nữ diễn viên sẽ sớm tìm được nửa kia của đời mình. Qua bài viết này, chắc hẳn các bạn đã biết được Anh Kiều là ai rồi nhỉ? Bên cạnh đó là những thông tin về tiểu sử, đời tư của nữ diễn viên tài năng này. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.